Xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với các bạn nhà của sư tử ô tô. Và đây là cái hộp để chơi mới. Rồi, bây giờ ta sẽ xem nha. Nhà của sư tử ô tô có thành thối ha. Ở màn này đã bị lâm cái miệng đó rồi. Nhà tô màu trắng. Đây là cái đằng sau đây, cái kính đằng sau đây. Đây là bốn cái bánh xe ha. Đây là con mắt. Đây là bảng của ô tô Lightning Microgreen, ô tô 95 tia chớp. Đây là bảng ô tô màu xanh ha. Bên này nước mũi đã không có mắt, con mũi hay gì hết rồi. Rồi đây chính là bản Super Jar. Bản này là bản 16 ha. Bản này là ô tô lục địa đây ha. Đây là bộ ô tô chứa dầu. Đây là cái bình dầu đây ha. Đây là ô tô bánh xe. Kính trước. Không có ghế. Chỉ có kính thôi. Đây là ô tô nhện. Cái bản ô tô này thì có thể đổi mặt được nè. Một mặt đen và một mặt xanh. Bản này đi rất là nhanh ha. Đây là con mắt. Đây là bản Superman. Yeah. Rồi, tôi sẽ để qua âm đây một bên ha. Đây là một bản Superjar. Một bản nữa. Bạn này có cái kéo ở đây ha. Thì có nghe thấy không? Shocking car. Giờ tôi số 8 nha. Super Art Power. Đây là hai cái đèn. Đây là cái còi đây. Cái còi cái loa đây. Đẹp quá. Đây là rocking car. Ở đây là cái cửa đằng sau ha. Cái này chỉ dùng để trang trí thôi. Đây sẽ mở ra. Mở ra. Đây là cái tia chớp màu xanh đây. Rồi. Một bạn Rocking car. Turbo power. Đẹp bản số 88 ha. Đẹp quá. Bánh xe. Động cơ. Không biết cái này để làm gì đây. Số 88. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái hộp đồ chơi.